À là mới có hai mắt. Rắn còn rắn nhiều hay. Bạn nhìn trên màn hình, ở đây là có 44 bàn dự thi. Thì sẽ có những bàn là thi hai lần. Đấy, có những bàn là bị vào đây bị lồi màng nên là phải thi phải thoát ra nên bảo là chưa hoàn thành bài thi. Và thấy như đây thì câu nào cũng có người sai và có câu 12 là chúng ta sẽ kiểm tra lại vì không thấy ai đúng cả, thì có lẽ là đáp án mặc định sai đúng không, là chỉ có câu 12 thôi, còn cả câu còn lại thì không vấn đề gì bởi vì có nhiều bạn đúng những câu 12. Hơn nữa chúng ta sẽ kiểm tra và nếu mà có sai thì cô sẽ vào hệ thống nó sửa xem thì bạn có được chuyển đổi điểm không, nhưng mà không thấy ai 10 đúng không. Ngay theo bảng tổng kê đây đó. Là cao nhất là 9 điểm, cũng có 9 rưỡi lắm, thì 9 điểm là cao điểm nhất thôi. Có cái bàn hông xẻ này là ai hay Em có là của Huyên hả? OK, đấy thời điểm của mình nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại và có bạn trúng hiểu là con này mới vào học phải không? Anh Nguyễn mới của lớp. Thì bạn trúng hiểu là làm bài thấp. Làm bài được có 3 điểm rưỡi. Kiếm cháu được có 1 điểm rưỡi. Kiếm cháu lại làm gì chân lên thoát ra hay sao? Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại cái đây nhá, để xem thử là bạn làm như thế nào và tại sao lại nhiều người sai mà bạn trúng hiểu là bạn thành viên mới à. Mày sao mà không biết cách làm bài hay là nó mà sao sai nhiều về em. Trúng hiểu đã vào phòng học chưa? Hiện tại đang bạn nhiều bạn thầy có kiểm tra lại cái sĩ số của lớp ta là tổng bao nhiêu trong đợt thải này nhá. Em ơn. Ba ba. Ba ba mà dư với được có 29. Trừ bạn bảo anh là được 30. Đang thiếu ba bạn. Mấy bạn nào này. OK. Bây giờ chúng ta nhìn lại cái đây. Chúng ta vừa mới trải nghiệm mà liên quan đến cấu trúc học với tư chỉ số lượng. Câu thứ nhất mà có tới 7 bàn bị sai thì mời trong những bàn sai phát biểu lại. Có Văn Quyệt, có Mai Trí, có Anh Khoa, mà tài sản câu này mà Văn Quyệt sai được thầy. Văn Quyệt Dạ tại sao cô một này em sai được? em cho nó vẫn xảy mà nắng em biết nắng dài. À có nghe bạn tròn xảy không biết sao mà sai. Dạ Được rồi, ở đây ta có chữ up nhá, có chữ off. Thì không có ơ thì lót này phải thêm s, mà có ơ thì lót không được thêm s, nên ta có biết rồi. Như biết lý do chi mà bạn trúng hiểu bị sai, bạn bạn quyết bị sai rồi bạn mái chí nữa. Mái chí thì bữa đó chọn gì em? Mái chí Dạ thế nào còn tròn xoáy mà rắn hay như bấm nhâm về rắn có. à, có nghĩa là đều tròn xoáy mà không biết sao mà sai. Rồi tiếp nhá, câu thứ hai chỉ duy nhất bạn trúng hiểu thôi, bạn trúng hiểu nó vào phòng học đấy chứ. Phải trong Dạ đây rồi. có tiếng trúng hiệu chưa vào à, có đây rồi. Mà trúng hiệu bật mic đến cô gặp cái em đó. Dạ rồi con. Em đã biết cách làm bài trên ai cho ta chưa? Dạ rồi. Nói Đâu to. bữa đó em bị làm sai như vậy Em có sao hả?
cho em mọi vô học. Mọi vô học này nó cũng biết rằng hay sao? Dạ. Mà rồi kiến thức về cái từ tỷ số lượng này em được học chưa? Ví dụ như lot of prayer, lot of hay là some any ở ấn này em được học chưa? Dạ rồi. Ôi, trời, tại sao em làm sai như vậy? Bây giờ em nhìn lại cô Hải nào. Em phân tích cho cô thì nó. Bây giờ cô hỏi Trung Hiếu nhá. Thứ nhất là Trung Hiếu nêu lại cho cô cách sử dụng của bốn cái từ này. Em hiểu như thế nào? Em nói lại cô nghe cái nào. Cô là ấn là một, ấn là nhiều, Em lý em lý thì sao em? Đó, cho nên là cái này nó chủ hiệu phải, nếu mà em mới vào thì tự học em ạ. Với cái từ này chỉ số lượng là có bạn học rồi mà trên lớp chúng ta không được học đúng không, hay là cô ôn tập lại mới biết. À, cho nên là em phải cố gắng. À, nếu mà em mới vào thì em cố gắng nghe các bạn nói, rồi mình không biết thì mình có thể ghi chú vào trong vở để mình biết cách dùng các cái từ này như thế nào. Thì em mà chưa biết thì em nghe các bạn phát biểu nhá, em tắt mic đi. Em mời bạn Quỳnh Trâm, please. Dạ yeah, em thử cố là any dùng cho câu phủ định, sống là dùng cho câu khẳng định, câu lời mời, ấn là dành cho dành từ số ít, con ấn là dành cho dành từ số nhiều đếm được, ở là dành cho dành từ đếm được số ít, Quỳnh con Trâm nói như vậy có bị nhầm lần ở đâu không em? Em nói lại cách sử dụng ân nào. ấn là dùng cho dáng tư đếm được số ít, Đi nữa hả? Ok, thank you Quỳnh Trâm. Thank you. Tương đối rồi đúng không ạ? Cũng nằm tương đối rồi, chỉ có ơ ăn là nó hơi bị lồi một tí. Ừ. Hơi hơi nhầm lẫn một tí. Bây giờ cô mời một bạn khác sẽ nói lại. Và bạn Trung Hiếu cố gắng nghe. Nghe để hiểu. Các bạn phát biểu như thế nào? Quảng đăng please. dạ trong câu hỏi em cho sống Em giải thích đi. dạ là vì n bread là không dành từ số ít, không đếm được, vậy mà ảnh vậy ở là dùng cho dành từ số ít đếm được, còn n này là dùng trong câu phủ định. Ở đây em nói bơ rẹt là dạng từ số ít không đếm được. À, dạng chứ không đếm được. Em nhau rồi. Ok. Đó, cho nên khi hiểu mà để nói ra cho nó đúng nó cũng phải học đúng không? Mình vẫn hiểu cách sử dụng bốn cái đáp án này nhưng mà để nói ra cái cách dùng như thế nào cho nó chính xác là vẫn đang còn lúng túng. Ở đây nhá, sắm và en đi là Trung Hiếu là nghe nè. Sắm và en đi đều dùng cho danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được, đều dùng được trừ cái chữ bread này. À, đó là đếm được số nhiều hoặc không đếm được. Any là dùng trong câu phủ định và nghi vấn. Nó có chữ not này. Trong cái câu có chữ not hoặc có dấu chấm hỏi là dùng any. Có dấu chấm hỏi hoặc có chữ not là dùng any. Còn chữ sắm này là trong câu khẳng định hoặc là trong câu lời mời, đó là would you like. Đó là cái chúng ta đã học. Còn và ân thì
Ờ và ân là đứng trước danh từ đếm được số nhiều, chứ không phải là danh từ số ít. Ờ rồi đây, đếm được số ít chứ không phải là số nhiều, bởi vì nó nghĩa là một mà. Vì vậy là danh từ đếm được số ít. Và danh từ này phải bắt đầu là một nguyên âm. A, E, I, O. À, bắt đầu là một nguyên âm. Con ơ nó đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu là một phụ âm nhưng không phải số nhiều các bạn. Nên ở đây Boret, mặc dù bạn nhìn thấy nó không thêm s nhưng mà nó thuộc vào danh từ không đếm được nên không thể dùng ơ và ân được mà phải dùng xong. Rồi hy vọng là quá trình các bạn giải thích thì bạn cũng hiểu nghe rồi là có thể hiểu hơn. Ok, number three. Xem có ai sai không các bạn nhá. Bảy người sai. Ôi, bạn Quyết cũng sai câu này luôn. Có thể là nguyên nhân gì vậy? Mời Tuấn Anh. Anh Tuấn thì Tuấn Anh hả? Dạ, cô bạn em chọn là A B của Đi. vì phiếu thì đứng trước đó thì em nghĩ là thường là ơ phiếu. Ok. Quyết đó. Dạ Là sao? em nhầm thành là bên A là có ạ. À, em chọn sắm Dạ. à? Vì sao thế? Quyết nghĩ như thế nào mà Quyết lại chọn sắm mà cô bá? Đâu tiền nào cũng nghi là có bể luôn còn sao em anh nhâm lên nó bên nào. Ok, do ẩn nhầm. Mà. Ở đấy các bạn nhá. Ở đấy này, các bạn nhìn thấy là banana là người ta thêm mẹ. Đúng không ạ? Banana thế mẹ thì bạn nghĩ đến đó là danh từ số nhiều nên bạn sẽ dùng sắm, không thể dùng ơ và ân được, đúng không? Bạn nghĩ trong đầu như thế à, nên là bạn nghĩ ra để chỉ xong. Con lost thì phải có ơ mà nếu không có nên bạn không chọn. Nhưng mà trong này ta có cụm từ nhá, đó là a few, là một ít. Cái cụm từ này là một ít à, và nó đứng trước danh từ đếm được số nhiều. Đếm được số nhiều, a few, một ít, đứng trước danh từ đếm được số nhiều. Và đủ dùng, có nghĩa là ít nhưng mà vẫn đủ dùng. Một ít quạt chuỗi ở trên bàn và đủ gắn đấy. Còn nếu như mà ít đến nỗi không đủ dùng thì người ta sẽ dùng phím không, không có ơ. Cho nên là khi nào bạn thấy là người ta dùng chọn phiếu hay ơ phiếu thì nó cũng gần nghĩa như nhau, nghề với nó ít nhưng mà ơ phiếu là đủ dùng nhưng mà phiếu là không đủ dùng. Ví dụ như chúng ta có bốn người bạn đến chơi mà trên bàn là có một ít quả chuối là khoảng 6 quả đi thì chúng ta dùng ơ phiếu, nhưng mà chỉ còn 2 quả nữa thì chúng ta chẳng sử dụng phiếu bởi vì 2 quả đó không đủ cho bốn người nên chúng ta sẽ dùng phiếu banana, nó không đủ cho bốn người nên chúng ta dùng ơ và không dùng ơ nhá. Nào, là lưu ý sự khác biệt tí. Rồi, a little cũng có nghĩa là một ít. Và nó đứng trước danh từ không đếm được. Và cũng ít nhưng mà vẫn đủ dùng. Example, there is a little rice left. Còn một ít gạo nữa, vẫn đủ nấu buổi trưa. Và chiều đi mua. Con nói bây giờ này trưa nay hết gạo rồi đi mua thôi, con ít gạo quá thì little rice. Đó. Little rice là ít đến nỗi phải ra chợ để mua chứ không đủ để nấu giờ trưa nữa. Thì chúng ta dùng little. Nhưng mà vẫn đủ để nấu giờ trưa để chiều mới đi mua thì dùng a little. Đó là sự khác biệt các bạn nghe nhá. À, nếu mà áo không biết thì chúng ta có thể ghi chú vào vở. Đó. Vào vở để chúng ta chọn sự khác biệt giữa a few, a little
và little, đếm được và không đếm được, mang nghĩa tích cực và tiêu cực. Rồi câu bảy người sai mà chỉ người như bạn không biết đấy, nhưng bạn không biết nên cố gắng ghi vào, ghi vào vở ạ. A few là một ít nhưng vẫn đủ dùng. Đó. Còn few là ít không đủ dùng, đều đứng trước danh từ đếm được số nhiều. Còn a little là ít và nó đứng trước danh từ không đếm được. Rồi, câu thứ tư. Một kiểm tra tí nhá. Hai người sai đó là Trung Hiếu và Phương Dung. Mời Phương Dung phát biểu. Cho thư cổ là cho con cô dễ là vì em đấy là dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn, và đấy là câu nghi vấn cho nên cho dùng em đấy Tại sao bây giờ bị xài câu này? trong nó bên nó có. Ok. À, như giải thích thì rất là tốt rồi, nhưng biết lý do gì mà sai đúng không? Nó trúng hiệu này. A lot, lots là phải đi về of. A lot cũng phải đi về of, mà nếu mà chữ of mà nó không dùng trong câu hỏi. Hả, cái từ này không dùng, ba cái từ này không dùng trong câu hỏi nên cho nên đi thôi. À. Rồi, câu thứ năm. Câu thứ năm. 22 người sai. Không nắm. Rắn mà sai như đấy. À, rắn mà hai người sai cái cú nắm này được ấy. Bạn đọc lại đây thì xem. Nhìn lại đây thì nó tôi xem nhưng bạn nào có điểm gì xem nhưng bạn nào sai câu hai với câu nắm nào. Cũng có vắn quyệt. Có bán quyền học sinh tiêu biểu, có Huyền, có Nguyên Huyền, có Quang Đăng, có Hoàng Huệ, có Hải An, đó là những tên của người tiêu biểu các bạn ạ. Bây giờ bạn xem lại nó, tại sao các bạn bị sai câu này? Nguyên Huyền đó. Dear teacher, em chọn câu 7. Vậy Vậy là Apple là danh từ số ít đếm được mà lại bắt đầu bằng nguyên âm nên là em nên là ấn. rồi nên ở đây đó em sẽ có một số bạn sẽ nhầm lần đúng không, để em mới vừa em cho đi, em cũng cho làm A B đấy à. Dạ, em cho nên qua. À thì à, được quyết chọn gì á? Em cho anh luôn mới có. Được thì có lẽ là hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra lại trên hệ thống xem từ đáp án như thế nào đúng không, bởi vì đây là lời mời. Would you like thì trong đầu bạn sẽ nghĩ tới hai đáp án, ghi tới đáp án đó là xong xong dùng trong lời mời đúng không các bạn, nhưng mà xong là đứng trước danh từ đếm được số nhiều, còn apple là danh từ không đếm được số ít. Đấy là một danh từ đếm được số ít và nó bắt đầu là nguyên âm nên chúng ta sẽ chọn là an an apple. Would you like an apple? Chứ không phải là some. Nhưng mà nếu có thêm s vào đây này thì chúng ta sẽ chọn là đáp án D, some apples. Đó, nên bạn lưu ý đó, câu này là phải cẩn thận. Vì thầy some thì trong would you like là bạn nghĩ đến some, nhưng mà phải danh từ đếm được số nhiều nhé. Còn đối với danh từ đếm được số ít thì dùng a hoặc an. Rồi, câu thứ 6. Câu thứ 6. Cô xem nào. Hai người sai. Có là chỉ mình Tuấn Kiệt thôi. Mời Tuấn Kiệt. Mời Tuấn Kiệt nào. Tuấn Kiệt đâu rồi?
Em thưa cậu là cô bảy. À, cô bảy là vì không phải sẵn mà Apple thì có em. Mà thời xưa cô đang hỏi em có mấy? Một mình em sang cô sáu mà, em sang cô sáu đi cô làm cô đưa đáp án nó ra gì? Em thưa cô tú sậu hả? Em giải thích đi. Vì sẵn là dùng đầu cậu tăng đi. Cô sáu cũng còn chưa sống đâu. Em nó nhìn được mà đâu. Kiệt. Em nó nhìn đây ở đâu đâu. Men đi cái vì để vì là người người yêu bao Bắt ra rằng em đi sai câu đây. em đi. Ở đây chúng ta có từ people. People là người. Nó ở dạng số nhiều. Nên chúng ta sẽ dùng là there are many people. Chứ không thể dùng any. Bởi vì any trong câu phủ định. Ở và an thì tránh từ đếm được số ít. Nên chúng ta dùng many. Câu thứ bảy. Sáu người sai. Hoài, Thùy Dương, Hải Án, Quỳnh Trí, Mai Trí. Sẽ mời Thùy Dương phát biểu. Thưa cô lớp, cô bảy em cho sáng. Em giải thích đi. Bởi vì Ok. Đang nói giờ chân này tắt mic. Hai án. Em cố làm cho nó bắt xảy là bởi vì bị đẩy là vì đẩy là có chữ là bị so gì là cân lời khuyến từ bộ mình là đẩy là cân một lời khuyến từ bộ mình. Ok, thank you. Ở đây nhá, chúng ta sẽ phân tích nếu như bạn không hiểu từ piece of advice thì bạn sẽ phân tích này. Thứ nhất, chữ piece là nó bắt đầu là chữ per là một phụ âm nên chúng ta loại đáp án ân. Đáng chọn được. Đúng không? Và đi với many là phải dành từ là số nhiều thế mẹ. Mà đấy cũng phải dành từ nó thế mẹ. Đúng không? Nên loại luôn đáp án bận dê. Còn đáp án A đó là much là nhiều. Nhiều lời khuyến thì chỉ cần từ must advise chứ không có từ please. Bây giờ một lượng nào đó, một khối lượng, một một lượng cụ thể thì chúng ta sẽ dùng a piece, một mẩu lời khuyến, một cái cụm từ. Người ta có a piece of advice, anh ta cần một lời khuyến từ bố. A piece of advice. Chúng ta làm cho anh xem. Câu thứ 8. Câu thứ 8 là sáu cái sai. Ông đó có Gia Phong là thành Hữu Thủy và Hồng Phúc. Sẽ mời Hồng Phúc phát biểu. Đi đi chơi à cô dạy Chưa tập bởi là vì thời gian nó dành được không định được tại sao có trực em nên bị sai? nên em dùng cô sẽ. Nói. Ở đây vì chữ tham là danh từ không đếm được mà phía trước chúng ta có là
Don't worry, đừng lo lắng nhá. Chúng ta đang còn rất là nhiều thời gian để hoàn thành dự án. Đừng lo. Đấy. Rồi, câu thứ 9. Câu thứ 9. Xem nào. Hai người sai, và Thanh Tra và Trung Hiếu. Mời Thanh Tra. Thanh Tra nào. Cổ là chỗ tròn nào ạ? Giải thích đi. Đang làm gì đó? Cổ là chỗ tròn sấy quá anh đi. Bởi vì là đấy là đồng cầu phù đình luôn. Biết lỗi của mình chưa? Dạ rồi ạ. Ok. Ở đây có chữ there isn't. There isn't là cấu phủ định và danh từ của chúng ta là chữ sugar. Làm nào mà đếm được đúng không? Sugar. Vì vậy chúng ta dùng n này thôi. Ừ. Rồi, tiếp tục câu 11 à, câu 10. Câu 10. Em 16 người sai. Mời Hoài Thượng phát biểu. Hoài Thượng. Tôi cô em cho anh đáp án dễ. Vi. Cô nhắc này khi chúng ta chọn xong đáp án nó phải giải thích nhá. Đừng có để cô hỏi vi nữa, vi sao nữa mà cô cứ chơi bàn để bàn giải thích để chốt ra tại sao bàn chọn đáp án đó. Cho nên là khi bạn bật mic lên trả lời là bạn cứ nói luôn tại sao em chọn thế đấy. Rồi cô mới nói tiếp, rồi bạn mới tắt mở, rồi bạn không bật trở lại được. Hai thứ giải thích tại sao chọn thế nào. Không bật được mic nữa. Khánh. Hạnh chi? Em đều Hạnh có chi giải thích. là cho đáp án á, bởi vì là có phía sau có chữ nên em nên là lọt. Thì thi mời hội em lên gì? Em quên nhìn chữ em tên lọt. Đấy. Thank you. Thế thì đúng rồi, 16 bạn này chắc chắn là không nhìn chữ ơ phía trước. Nên sẽ chọn đáp án dễ. Lost. A lot. Và loss là nó không ngừng khảnh chị mà như bạn hôm nay có Bảo Lâm ấy đúng không, có Ngọc Ánh này, Cáo Tráng này, Hoàng Huệ đấy, toàn là không để ý đúng không, rồi là nó nghi đơn giản nhưng mà đơn giản nó mình trái mình không biết. Rồi câu 11 mời Quang Đăng. Cho em cho là B. Vì ở trong câu 11 là trước này là câu hỏi là phải dùng với em này, con sau này là câu phụ đây nó phải dùng cùng dùng với em này luôn. Đúng rồi, rồi sao em bị sai? Em nó biết nữa cơ. Hai vậy, một vậy là câu hỏi, một vậy là câu phủ định, nên chúng ta sẽ dùng hai cái đều là em đi. Rồi, tiếp câu 12. Mời một bạn giải thích nữa, raise your hand. Ok, Viên Tráng, please. Bữa nay em làm là em cho nó ăn sấy quá. Tại vì là Adam ăn á vì sấy là dùng cho sánh từ số ít đệm được, con bé thì dùng cho câu phủ định hoặc phủ định hoặc nghi vấn, thì chỉ có sấy trong trường câu khẳng định thì chọn sấy quá. Very good. Thank you. Và đây chúng ta có
Grape juice là nước ép nhỏ nên là nó không đếm được, nên chúng ta không dùng ơ và ân. Mà câu này thì hồi nữa cô sẽ kiểm tra trên hệ thống xem thử đáp án mặc định là gì để cho bạn sửa điểm cho các bạn. Rồi, câu 13. Bạn mà được rồi thì quan sát tiếp à. Nhưng câu tiếp theo để phát biểu nhanh nhá. Câu 13 là có ánh hoa và mái chi. Mời anh qua phát biểu. Ồ. Có là em cần cho con án Mấy cháu có hiểu điểm được nghề gì không? là Bây giờ trong cái câu này dành từ là từ nào? em thư là sĩ Đó là chủ ngữ chứ còn có đâu là tán đâu sĩ này, danh từ để sử dụng với cả cái từ chỉ số lương đó mà. Mix Milk. no. Milk là gì khóa? Chữ Sữa. sự Sữa thì lại đỏ vào cái bằng cái gì? lý Bằng lịt, bằng kia nữa. là Đó. Nên là do tư vấn biệt. Bộ đáp án nếu miệng nghề từ mỗi cái này nó tròn đài đi cãi. Rồi, thank you anh Khoa. Mai Chi. con thấy có là con tròn câu dễ vậy là dịch đã là thỉnh thoảng có vậy ánh sáng bằng một lý sữa và một miệng bánh mì Thì hôm trước con tròn gì? còn nói nhẹ rồi có. Ok, thank you Mai Chi. Đúng rồi ạ. Ở đây nhá, chúng ta có này. Loaf of bread. Bạn không biết thì bạn có thể ghi chú vào vở. Loaf of bread là một ổ bánh mì. Đi với bánh mì là chúng ta sẽ dùng loaf. Loaf of bread. Còn khi hái ổ bánh mì, bạn nhớ này, một ổ bánh mì thì viết như thế. Một ổ bánh mì bạn ghi vào vở luôn ạ. Bữa sau là sẽ trong đây học sinh giỏi là sẽ có tim lồi và sữa đấy ạ. Và cái này thì thường bị lồi, các bạn sẽ bị nhầm lần. Này, a loaf of bread là một ổ bánh mì. Và khi cô muốn nói là ăn hái ổ bánh mì thì sẽ là two loaf of bread. Đúng không? Hái ổ bánh mì là như thế, ra một ổ bánh mì, hái ổ bánh mì. Bây giờ hái ổ bánh mì cô viết như thế là sai ở chỗ nào? Raise your hand. Who knows? Một ổ bánh mì là a loaf of bread. Bây giờ hai ổ bánh mì là two loaf of bread. Bây giờ cố viết như thế, nó bị sai ở chỗ nào? Viền vắn. Viền vắn, please. Last Vì quả vì vì làm có chữ chữ nói chữ laughs thì em sẽ làm gì với từ lóc này? em như thế mình À, em thấy mẹ vào. Thế mẹ vào đấy phải không? Cô đem suy nghĩ. Ok. Thế mẹ vào vì nghĩ là tú lốp thì em thấy mẹ đúng không? Ok, thank you Kiến Văn. Văn Khả. Bảo Lâm, can you? Em nghe giọng bạn có. Cùng nghe giọng bạn. Bảo Anh. Yeah, so em là đổi F thành V air thành S. Okay, very good. Thank you.
Đấy các bạn này, cái này là các bạn thường hay bị lỗi, hay bị lỗi đấy. Và trong cái đề thi học sinh giỏi vừa cầu tìm lỗi á, người ta sẽ đưa câu này vào, hoặc cậu viết lại bằng chữ viết đổi sang danh từ số nhiều. Một cái này chúng ta đã được không? Từ danh từ số ít đổi sang danh từ số nhiều thì áp dụng 6 quy tắc, đúng không ạ? Và trong đó có một số từ đặc biệt, nhưng mà cái này không phải là đặc biệt, mà cái động từ loaf, một cái ổ bánh mì này, nó kết thúc bằng -er. Vì vậy khi sáng hái ổ bánh mì thì chúng ta đổi thành vơ e, đúng không? Vơ e, bởi vì nó kết thúc là -er thì đổi thành vơ e. Đấy. Nên là bạn lưu ý cho bạn ghi có vợ để bạn biết. Nó hơi lạ, nhìn vào lạ mặt lắm, muốn quen đúng không, nhìn lạ đấy, nhìn thật sự lạ với từ lọt và ghi vào vở đó, ghi vào vở của mình. Rồi tiếp tục nhá, chúng ta có này, binge. Binge là một nhúm, một nhúm mỡ. Và nhúm này là chúng ta thường dùng để miêu tả muỗi. Bây giờ bà mẹ nhớ là vào lấy cho mẹ nhúm muỗi thì là binge. Binge of shot. Binge of shot. Một nhúm muỗi. Nó có cụm từ à? Cái từ này sẽ dùng, hay sử dụng với từ muỗi. Shot. Binge of shot là một nhúm muỗi. Đấy. Còn bees là một mẩu, một mẩu bi giá, bees of bi giá. Hay là khi nào ta có từ bees of advice, một mẩu thông tin, chứ không phải mẩu bánh mì. Người ta không dùng bees of bread, mà muốn bánh mì là chúng ta phải dùng loaves of bread. Đó. Rồi, bunch, từ này đọc là bunch, còn từ này đọc là binge, đấy. Ở đây là nghĩa là một châm hay là một nải. Cái từ này nghĩa là một châm hoặc một nải. Thì vì vậy là cái từ chỉ số lượng với món ăn nó có rất là nhiều từ. Nhiều từ chúng ta mỗi cái loại là chúng ta phải dùng một cái từ khác nhau. Bunch là một châm, thì chúng ta thường có châm thì miêu tả tả là châm nhỏ. Graph. Bunch of graph. Hoặc là một nải chuối, hands of banana. Đó, một nải chuối, nó dùng nó viết như vậy. Đáng giải thích về bạn cái từ vựng ạ. Bunch of grape or bunch of banana là một chùm nho và một nải chuối. Còn beans of shot là một nhúm muỗi. Và trong này cái từ dùng nó điên rồi này, từ milk là sữa. Sữa thì sữa thì không thể đi với ba cái từ đầu tiên được, mà sữa nó phải bỏ trong cốc, glass of milk. Nên đáp án đúng của chúng ta sẽ là gì? Không biết là phải ghi vào vở để học từ vựng ạ. Tiếp tục nhá, câu 14. Câu 14. Mình xem nào. Có hai bàn trái là chị Minh Anh khóa sai. Anh khóa mà em xem lại câu 14 đó. Nhanh nhé. Có là áo, Vi. có vi đây là Câu chiếc hỏi gì? câu hỏi đây là hò mặt là giật, nhưng vì dạng tư không đệm đệm được là Hào mát là giống như dạy tôi không được được thì em sẽ phải dạy từ đâu mà em dùng hào mát. mười đô la là không đếm được, tiền là không 10 đô la là câu hỏi gì? à. Anh để lên dung cho giả cả. Đúng rồi. Đây là câu hỏi giả cả chứ. Nên em nhầm là em bị sai cả, không ai sai. Câu hỏi giả cả là chúng ta dùng how much. How much. Bữa trước là chúng ta được ghi ba câu trúc. Nó nhiều ghi vào ba câu trúc. Chuyển đổi sao cho nghe không thay đổi với câu hỏi giả cả rồi. Rồi, có 15. 7 người sai.
Mời cáo trạng phát biểu. Xin cứ chờ, đó là sắm ạ. Tại vì là Brett là dạng tư khổng định gì. Tại sao mà trường em đi sáng? Em bận nhanh không dễ. Bọn sáng cô giấy em lý à? Chẳng thà là ảnh Dễ cô giấy đi được. hả? Dễ hả các bạn? Ảnh nhầm cô xế là vì chữ Brett này thầy không thấy mẹ thì nghĩ nó là số ít nên dùng nhưng mà Brett nó không đếm được nên phải dùng sóng. Nên không dùng được. Câu thứ 16. Một người duy nhật sai hướng thủy. Nhanh em. À, em có em cho anh cũng xảy luôn. Vậy Cái con xảy là vì à, anh ngại khách nợ thì anh ngại ăn cô ấy khách dán khách nợ thì cô ấy ổn lịch nè một đi tra. không biết ta. Ok, thank you. Đấy, lúc mấy em xài nó cho em đọc đây cũng kỳ. Ở đây đi với iced tea là tra. Tra thì dùng một lít thôi, không thể dùng mét để đo hay dùng gram hay dùng kilo được. Đúng không? Uống một lít nước tra. Iced tea là trà đá đấy. Rồi, câu thứ 17. 14 người sai. Phương Thảo giải thích. Em tự có là em nghĩ là đáp án C, tại vì đi cầu bên sáu là có ở xím là một con tổ như biết được em nghĩ là thấu ốc ốc thấu là một con đợt này em nghĩ là ở. Rồi em cho anh xế à? Dạ. Rồi cái chữ này bắt đầu là gì? Người nào? Dạy có ạ. Đó. Mà 14 người không phải chẳng mấy mình Thảo. Đó, các bạn này bị sai câu này được. Đúng không? Ở đây nhá, cái từ này October là một con mực. Đúng không? Một con mực. Thì ở đấy nó bắt đầu là một phụ ông nguyên âm ớt nguyên âm ớt và mặc dù nó có kết thúc là chữ s nhưng mà đấy không phải là số nhiều. Con mực là nó từ gốc của nó là như thế luôn, October. Vì vậy chúng ta sẽ dùng ần. Bạn thích cái món nào hơn, món mực hay là món tôm? Đấy. Vì vậy là đấy sẽ dùng ần October vì cái chữ này là một nguyên âm này. Và cái đuôi S này không phải là số nhiều. Đúng không? Mà thứ hai này qua số nhiều trong này không có đáp án nào để chọn. Đấy. Rồi, câu thứ 18. 5 người sai. Mời Thánh Tra phát biểu. Mời Thánh Tra. Cho sự cố đó chạy chân bài quá Vi. có đấy là cậu phụ đình anh đang chân bài Như vậy đang sáu. do vậy em sao là chỉ gì thì các bạn. Ở đấy các bạn nhá. Mạng nhìn này. Cái câu này là có vậy đứng trước là có an nên ta cho nè ní thì trong các đáp án A, B, C, D thì đáp án duy nhất là B có an đi nên ta cho thôi. Và về thứ hai ta có từ can you buy có dấu chấm hỏi đấy nhưng mà đấy không phải là câu hỏi mà đấy là câu đề nghị. Can you buy some, bạn có thể mua một ít sữa vì hết rồi. Can you buy some nên là chúng ta sẽ dùng ở đấy là câu đề nghị, chúng ta sẽ dùng xong chứ không dùng an đi được. Câu này không dùng and đi được các bạn nhé. Và nếu như thế thì câu C và câu D
thì không còn nhiều sự nữa, ừ, nghe thế. Nhưng mà a lot of và lot of không dùng trong câu phủ định, không dùng trong câu phủ định. Và cái chỗ này thì nhiều bạn thể nghĩ đây có dấu hỏi thì hỏi any, nên nó chọn thì một trong hai cái này nó là bằng nghĩa hoàn toàn như nhau, b và c, b và d. Chọn b được, c được thì sẽ chọn d được. Chứ không phải câu phủ định. 9. Mời Quang Đăng. Phát biểu. Khi này em chọn là hèn phú Ừ. vì em nghĩ là đổ một 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 Danh đổ từ ở trong này là từ đâu? danh từ không Ừ? Danh từ mà để chúng ta phân biệt số ít hay số nhiều để theo từ số lượng nào ấy, đó là từ nào? soi giá của Ờ, đúng. Xoay ra bin oi. Từ chỉnh của chúng ta là từ oi. Oi là gì? dầu Đúng rồi, là dầu. Cái từ này là từ chỉnh này. Từ chỉnh của chúng ta là từ dầu. Con xoay bin là đầu nanh à? Sự dầu đầu nanh. Bây giờ dầu sẽ được đó bằng gì? Khi bỏ vào chảo. ăn muộn cánh Rồi, phải là tablespoon, một muỗng dầu bỏ vào chảo, chứ không thể là handful, không thể là pinch, bởi vì hai từ này nghĩa là một nhúm, một vốc. Cái chữ handful là một vốc, vốc lớn này. Muỗi thì có thể một nhúm để bỏ vào cái, nhưng mà vốc là ở bỏ trong cái tay của mình, nó đầy tay. À, vốc, cái vốc muỗi thì là handful, còn nhúm là chỉ khoảng nhắm bảy hạt ạ. Nhắm bài hạt thì người ta gọi là binge. Còn nó lớn hơn mà cần có một vốc lớn thì chúng ta sẽ dùng handful. Handful là một cái vốc, một cái miếng mà nó nằm trong cánh bàn tay của chúng ta thì chúng ta gọi là handful. Còn dozen là một tả là bữa sau người ta sẽ ra là he has a dozen of eggs. Anh ta có một tả trứng thì viết lại là có 12 quả. Hay là một nửa tả thì viết lại là 6 quả. Bạn nhớ đã dần là một tả bằng 12. Và đi với tất cả những từ cái này thì chúng ta học từ chỉ số lượng là luôn có of. Nó binge of, bunch of, handful of. Nhưng cái đã dần này nó đặc biệt này, không bao giờ dùng với từ of. Nó đi sau nó là danh từ luôn. Đã dần cọc danh từ luôn, không có of. Và bạn lưu ý nhé. Ta học một loạt cái từ nào là nhánh, nào là chùm, nào là vốc, rồi nằm, tất cả đều ở. Những từ đã dần không được dùng ở. Đó là một tả. Một tả không được dùng ở. Đấy. Ở đã dần ẹ thì bằng với 12 quả. 12 cái gì đó. Đấy. Và sau này là dành từ đếm được số nhiêu. Vì tả là phải đếm được chứ, đúng không? Đó. Còn người sau người ta trả là a half of dozen egg. Một nửa tả. Half of dozen thì là bạn viết là 6 quả. 6 cái. 6 người. Nên lưu ý nhé. Tất cả các cái danh từ chỉ số lượng là đi với of ngoài trừ dozen. Rồi câu cuối cùng là câu 20. Câu 20. Chị em nào. Mời có Văn Quyết, Văn Kiệt, Thanh Mai. Mời Thanh Mai phát biểu. Em sẽ có lại em cho nó ăn sấy. Vì là em nghĩ là dưới sự đưa đến ý tố mặt. Too much, đúng rồi, đừng uống quá nhiều.
Uống trà thì rất là tốt, nhưng mà đừng uống quá nhiều. Shouldn't drink too much. Thì đi về tù chúng ta sẽ chọn là too much. Đấy. Đừng uống quá nhiều. Đó là khi đây mà chúng ta đã làm về liên quan đến từ chỉ số lượng. Và cái từ nào bạn không biết thì bạn ghi chú vào vở nhá. Ghi chú vào vở để mà dùng. Đó, bạn ghi chú vào. Có câu 20 em chuẩn xảy được mất nào nhìn dài của anh. Em á, Dạ. thì các bạn không nhiên đụng hết mà đang em sai đấy chứ. Câu 20 là gì? Em có lẽ ẩn nhầm. Em nhớ em mận cũng xảy mà nó ra bởi Quyết chọn gì em? em làm 2 lần thì lần đầu em chọn xảy, còn lần thứ 6 em làm đặt đặt em biết làm tròn thì À, ok. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại hệ thống nhá. Rồi là sẽ lấy điểm, là có điểm gì thì lại bàn luôn. Là lấy điểm cho các bạn. À, để đấy. Là xem cái điểm của mình. Cô ở trường thì cô vào cái hệ thống của xem như bạn, nên bạn xem lại điểm nhá. Chờ có một tí. Thế bây giờ bạn quán là quan sát lại cái điểm của mình ạ. Đấy ạ. Bạn nhìn ạ, để có lấy điểm nhá. Có ánh khóa thiệu điểm là ánh khóa nữa. em có nick đâu được bài của đó là em mà nick xấu. Ừ. Em mấy lần em có đứng có ánh khóa 6 ấy rồi đấy. Em nói thử mình lại hả nick của ý sẵn mình lại mấy cái cậu nó có như rằng xài nhiều. À, và nhắc các bạn luôn. Đấy là bữa sau mà bạn làm nhiều nick là cô sẽ lấy điểm của nick đầu tiên. Bởi vì thời gian bảo trên mà, để đảm bảo sự công bằng cho những bạn khác, là lấy điểm cho cái nick đầu tiên. Thời gian thi đầu tiên đó. Chứ không làm đi rồi làm lại rồi được điểm cao rồi các bạn khác thiệt thôi. Đúng không? Và có bạn Nguyên Huyên là được 10, Phương Nguyên 10, Khánh Chí 9 rưỡi. Đấy. Có cuộc lắm 10. Tuấn Anh 10, 9 rưỡi. Rồi, thấy điểm của mình chưa? Cho nên nhắc các bạn nhé. Lần sau mà bạn muốn thi 2 lần cũng được. Nếu bạn thi được 2 lần. Nhưng cô sẽ lấy điểm lần 1. À, điểm lần 1 thì nó sẽ hiển thị ở đấy ạ. À, nó hiển thị đấy này. Nó có điểm bài thi của bạn ở đấy, là ví dụ như ánh khóa đấy thì 2 giờ trước, nhưng mà tiếp theo ánh khóa đấy là thì trong 12 phút bao nhiêu đó thì nó hiển thị ở đấy, là cô sẽ lấy cái thời gian trước của bạn đó. Bây giờ cô lấy điểm nào để chúng ta sẽ làm việc khác. Nhớ điểm của mình chưa, để mà điểm diện luôn thế nào, cô chưa điểm diện. Bảo Anh Có Hồng lấy điểm, em ơi đọc điểm. em chưa làm quá, em cho em làm lớp 6 đúng không có. Đấy, cái này là cái bài tập kiến thức thư pháp từ buổi trước mà. Em bên như bên nên chưa có thời gian làm quá. Trong 1 tuần nó phải sắp xếp nhá, vì trong 1 tuần mới có phải là 1 bữa đâu, cho nên là trong tuần khi nào rảnh học đi học về đến 10 giờ đi mở ra thì 5 phút chứ mày.
Nên nó phải nhớ nhiệm vụ bài tập của giáo là gì? Viết. Hải An. Ồ, em chưa có điểm quá. Tại sao? Dạ em thi sóng thoát ra em chưa có điểm. Nó có nghĩa là chưa thi xong à? Dạ em thi sóng rồi em chưa có điểm. À, chưa coi ra đăng cái này chứ không coi. Cái này chứ cô lấy lên 8 điểm rưỡi. Cô nói coi điểm của mình đi. Ừ. Có được cái này chứ không nghe gì à? 8 điểm rưỡi. Hạnh chi Em phải làm nghìn nghìn mười rồi tao trang đó. Phải làm đó. hạnh trang Phạm phải nào? hoàng huệ Chuyện phải nào? hương thảo Chuyện của thiên văn Chuyện của Quốc Lâm, mười có Quỳnh Chi, âm quá Quang Đăng, chị vừa Hoàng Phúc, tạm quá Hương Uyên, mười có Nguyên Hoài, chị có mà Quang Đăng thế này nó có đứng trừ đấy hả? Là em được 9 điểm không em? thì còn trước nữa là em được 9,5 quá. Có để người học hay rằng mà chưa nhập điểm. Hồi nợ em vô môn. Ừ. Hữu Thùy là chưa à, Hữu Thùy mấy điểm em? Tạm vì nó muốn. Nhật sẵn là chưa có chưa thấy. Mai Chi Bài có. hỏi thật á, phải kiểm tra lại nó Huyền Trang Bài phải nắm quá. Huy Dương Tạm phải nắm có. Phương Dung, Làm về nằm cô. Vân Kiệt, À, phải nằm cô. Cô ấy của em tạo phải nằm, phải bày phải nằm cô. là Phương Dung à, Dạ. Ngoại Thương, Tạm phải nằm cô. Bảo Tạm Lâm. phải nằm quá. Bảo Lâm. Chị ngơ. Ngọc Ánh. Tạm phải nằm quá. Giá Phụ. Tạm phải nằm quá. Ánh Khoa. Mẹ có. Minh Châu, Tạm phải nằm quá. Ánh Tuấn, Cô cho em coi like với cô. 9 điểm rồi gì? Hãy 9 điểm rồi này. Thì đài nhủ xem điểm của mình thì không xem. Em nhớ là em tâm rồi, nhưng mà khi nào em nghe cổ đọc kinh rồi. À, tập rơi là cái này là vì có hai cậu em làm đúng rồi. Đâu đây? Anh Tuấn Cô ấy cô ơi nắng em châu trong lý đó cái nick mới hợp thời mới tạm đó. Em được chuyện vì nắng mới khi thi xong em châu có tạm vì nắng mà cô 9,5 là vì khi nào cô nói đi chứ ta còn hai cái câu mà nở hắn bị đã bạn mặc định sai là cô sửa lại cho rõ chứ em có mới nói là nhìn lại điểm để lại cho đúng rửa là dư cái điểm mới lấy điểm đụng đi cô à, điểm này là điểm đúng của các em cái cổ sửa cho em đi cô. nhỏ bạn nào mà bị được điều chỉnh điểm lên thì chúng ta quan sát tên của mình đi để được điều chỉnh điểm lên à vì mình làm đúng mà không thấy cái bạn Tuấn Anh này bạn đã nhìn thấy tên đi Trong cái lô học sinh chưa nhập ngay sinh nữa cô. trong cái chỗ thống kê nhưng mà đóng này không thấy à đây đây 9 điểm rưỡi đây đây
Dạ. Ừ. Có ai mà chưa nhớ điểm của mình không? Huyền Trang đây 7 điểm rưỡi, 8 điểm rưỡi đây em. Cho đến khi cô nói là không nghe. Thì cô nói là quan sát lại cái điểm, cô mới chiếu lên hệ thống cho các bạn để nhìn lại điểm thì cô lấy cho trúng. Mà muốn nhìn Huyền Trang này, Huyền Trang thế này em đọc cho cô 7 rưỡi đi. Dạ. Nó có ai rồi sai thì cũng đã nhìn này, có đưa lại hệ thống bạn nhìn không là thôi bạn thiệt điểm à. Nên nói là em bị thiệt so với các bạn. Cái này điểm của các bạn này này. Thấy chưa? Ngoài thưởng tâm rười. Nó khi nào đọc bài rười phải không ngoài thưởng? Mà có tâm rồi nó có. Ừ. Đó. Được chưa nào? Tiếp tục nhá. Nó đấy sẽ có bàn Huyên Trắng. Đây, bàn Huyên này đọc bài rươi này. Tuần này Có sửa lại do quên chị đến chuyện của ạ. nó đó. Cái này khi có nói nó không tập trung mà nghe nên là quên chị. Em nó có em chịu phiền lắm không? Rồi tiếp nhá, trúng hiệu 4 điểm 3 điểm rưỡi nó thành con được điều tiết con vô ấy. Trúng hiệu. Nó có lấy được địa điểm không? Má bên nào không? Vần vá phải nắm mà. Trúng hiệu. Không điều tiết được à? Còn như nguyên điểm. Quanh trăm. Dạ yeah, em chưa thì em mà em chưa thì cô ạ. Em biết hả? Dạ. Yeah. Ok. Đó, đó là cái điểm mà chúng ta đã thi bài ghi về ngữ pháp. Hữu Thủy, thử cái bài thi 9 điểm rưỡi này là em thi lần thứ mấy? Em Lần thi thứ nhất có. được gọi giá phòng ấy. Đấy cái này em nó biết quá. Tại em dùng máy tính chứ điện thoại em có dùng, em mới dùng cổ máy món nữa có. Ừ. Và có nhắc các bạn nhá, đã khi ba chúng ta làm để nói cho ta là chúng ta có thể trải nghiệm, nếu bạn nào có thể trải nghiệm được 2 hoặc 3 lần để làm lại cho nhớ thì bạn làm, nhưng mà sẽ lấy điểm của lần thi thứ nhất để đảm bảo sự công bằng với tất cả các bạn đấy ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ làm bài tổng hợp để xem lại thì chúng ta học về phần từ vựng, về phần phát âm và về phần ngữ pháp ở trong bài nắng này chúng ta nắm được như thế nào. Thì trong cái đề của tối hôm nay là đề thì 50 câu ạ. Nhưng mà đề nó cũng không khó lắm. Cho nên cô chỉ mặc định thời gian là 50 phút. Không phải là 60 phút như mọi hôm. Nên là các bạn lưu ý nhá. Không là lo suy nghĩ, là cứ nghĩ là đang còn 60 phút là nó bị chậm tiến độ. Bây giờ các bạn sẽ truy cập vào đường link để chúng ta làm bài, và có bạn trúng hiệu và bạn trẫm là mới vào học thì cũng đã được học buổi trước về mặt ngữ pháp rồi, thì áp dụng những kiến thức bạn học được trong bài năm để chúng ta vận dụng vào bài tổng hợp, và bạn nhập mật khẩu của đường link là số 2. Đấy. Nhập mật khẩu đường link là số 2. Thì khi mà bạn vào mà bạn làm bài mà bạn không hiểu thì hoặc là có vấn đề gì thì bạn cứ nhắn Zalo cho cô bình thường ạ. À, nhắn vào vào cá nhân á, vào bạn vào trong lớp rồi bạn thấy hình ảnh là bạn nhắn Zalo cá nhân. Nó bạn hỏi ạ. Bây giờ bạn vào hộp chat để lấy đường link và cô sẽ gửi cái đường link ở trên nhóm nhá. Bạn nhập mật khẩu là số 2.